Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 16, phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ 14. Phẩm này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên trời Đao Lợi Điện Diệu Thắng, diễn nói pháp môn thập trụ thuộc về phẩm thứ 14, cho nên gọi là phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di. Bấy giờ do thần lực của Phật, mười phương đều có một vị Đại Bồ Tát, mỗi vị đều cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật tụ lại. Từ ngoài cõi nước, nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, trong các thế giới đồng tụ tập đến. Sau khi nói xong phẩm thăng lên đỉnh núi Tu Di, thì lúc đó, nhờ Phật hiển hiện sức đại thần thông, cho nên mười phương thế giới đều có một vị Đại Bồ Tát. Đây là biểu pháp dùng để hiển pháp thập trụ. Đại Bồ Tát là thượng thủ trong Bồ Tát, là lãnh tụ. Mỗi vị Đại Bồ Tát đều xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, cùng nhau đến trời Đao Lợi, Điện Diệu Thắng. Các ngài từ ngoài cõi nước nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, trong các thế giới mà tụ tập đến gần gũi Phật Thích Ca Mâu Ni. Tên của các ngài là Bồ Tát Pháp Huệ, Bồ Tát Nhất Thiết Huệ, Bồ Tát Thắng Huệ, Bồ Tát Công Đức Huệ, Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, Bồ Tát Thiện Huệ, Bồ Tát Trí Huệ, Bồ Tát Chân Thật Huệ, Bồ Tát Vô Thượng Huệ, Bồ Tát Kiên Cố Huệ. Lúc Phật nói pháp tại Điện Diệu Thắng, thì có 10 vị Đại Bồ Tát đến đạo tràng, tùy hỷ công đức, khen ngợi công đức của Phật, trợ giúp Phật, hoằng dương Phật Pháp. Đây là danh hiệu 10 vị Đại Bồ Tát trong 10 phương. Một phương Đông là Bồ Tát Pháp Huệ, ngài minh bạch Phật Pháp, khai mở đại trí huệ. Hai phương Nam là Bồ Tát Nhất Thiết Huệ, ngài thấu hiểu tất cả Phật Pháp, chứng được nhất thiết trí huệ. Ba phương Tây là Bồ Tát Thắng Huệ, ngài có trí huệ thù thắng. Bốn phương Bắc là Bồ Tát Công Đức Huệ, ngài có đủ thứ công đức mà được chân thật trí huệ. Năm phương Đông Bắc là Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, ngài chuyên tu pháp môn tinh tấn đắc được đại trí huệ. Sáu phương Đông Nam là Bồ Tát Thiện Huệ, ngài chuyên làm việc thiện mà khai mở trí huệ. Bảy phương Tây Nam là Bồ Tát Trí Huệ, ngài chuyên tu pháp môn bát nhã mà đắc đại trí huệ. Tám phương Tây Bắc là Bồ Tát Chân Thật Huệ, ngài được trí huệ từ sự tu giới luật, chẳng nói dối mà đắc được trí huệ chân thật. Chín phương dưới là Bồ Tát Vô Thượng Huệ, trí huệ của ngài vô thượng, chẳng ai cao hơn ngài. Mười phương trên là Bồ Tát Kiên Cố Huệ, trí huệ của ngài kiên cố như kim cang, vừa quang minh vừa sắc bén. Từ cõi nước đến đó là thế giới Nhân Đà La Hoa, thế giới Ba Đầu Ma Hoa, thế giới Bảo Hoa, thế giới Ưu Bát La Hoa, thế giới Kim Cang Hoa, thế giới Diệu Hương Hoa, thế giới Duyệt Ý Hoa, thế giới Alina Hoa, thế giới Na La Đà Hoa, thế giới Hư Không Hoa. Mười vị Đại Bồ Tát đó từ cõi nước nào đến? Một, từ thế giới Nhân Đà La Hoa đến. Hai, từ thế giới Ba Đầu Ma đến. Ba, từ thế giới Bảo Hoa đến. Bốn, từ thế giới Ưu Bát La Hoa đến. Năm, từ thế giới Kim Cang Hoa đến. Sáu, từ thế giới Diệu Hương Hoa đến. Bảy, từ thế giới Duyệt Ý Hoa đến. Tám, từ thế giới Alina Hoa đến. Chín, từ thế giới Na La Đà Hoa đến. Mười, từ thế giới Hư Không Hoa đến. Đây cũng là mười phương thế giới. Các vị Bồ Tát đó ở chỗ chư Phật tịnh tu phạm hạnh, đó là Phật Thủ Đặc Nguyệt, Phật Vô Tận Nguyệt, Phật Bất Động Nguyệt, Phật Phong Nguyệt, Phật Thủy Nguyệt, Phật Giải Thoát Nguyệt, Phật Vô Thượng Nguyệt, Phật Tinh Tú Nguyệt, Phật Thanh Tịnh Nguyệt, Phật Minh Liễu Nguyệt. Mười vị Đại Bồ Tát, mỗi vị ở tại đạo tràng của Phật tu phạm hạnh thanh tịnh. Các ngài gần gũi mười vị Phật, danh hiệu của mười vị Phật đó dùng chữ Nguyệt làm đại biểu. Tại sao? Đây là đại biểu trí đức viên dung, phước huệ vô ngại, trí huệ và phước đức đều viên mãn, cho nên giống như trăng rằm. Mười vị Phật đó là một Phật Thủ Đặc Nguyệt, nhờ mười điều khó mà được pháp nên gọi là thủ đặc. Hai Phật Vô Tận Nguyệt, phát mười tâm lớn không thể cùng tận. Ba Phật Bất Động Nguyệt, quán nơi không đều bình đẳng nên chẳng lay động. Bốn Phật Phong Nguyệt, biết rõ nghiệp hạnh sinh tử niết bàn như gió chẳng trụ. Năm Phật Thủy Nguyệt, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh như nước thấm nhuần khắp. Sáu Phật Giải Thoát Nguyệt, nghe mười thứ pháp mà tâm định chẳng động. Bảy Phật Vô Thượng Nguyệt, nghe thập bất thối nên gọi là vô thượng. Tám Phật Tinh Tú Nguyệt, ba nghiệp chẳng lỗi lầm như sao sáng thanh tịnh. Chín Phật Thanh Tịnh Nguyệt, khéo biết phiền não tập khí cho nên được thanh tịnh. Mười Phật Minh Liễu Nguyệt,
quán giác căn dục của chúng sinh hoàn toàn thấu rõ. Các Bồ Tát đó đến chỗ Phật rồi đảnh lễ dưới chân Phật, theo phương của mình đến, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng và ngồi kiết già trên tòa đó. Mười vị đại Bồ Tát đó xuất lãnh các Bồ Tát quyến thuộc đến điện Diệu Thắng, chỗ Phật đang ngự rồi, đảnh lễ chân Phật, nhiễu bên phải ba vòng. Tùy theo phương của mình đến, ai nấy đều biến hóa ra tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng và ngồi kiết già trên tòa đó, lắng nghe Phật nói hòa nghiêm pháp lớn. Như trong thế giới này trên đỉnh Tu Di, các Bồ Tát đều tụ tập đến, trong tất cả thế giới cũng đều như thế. Các Bồ Tát đó hết thảy danh hiệu thế giới, danh hiệu Phật cũng đều giống nhau không khác. Trong thế giới Ta Bà này, các Bồ Tát tụ tập trên đỉnh núi Tu Di, trong mười phương thế giới hết thảy trên đỉnh núi Tu Di cũng đều như thế. Hết thảy Bồ Tát cũng đều tụ tập, danh hiệu của mười vị đại Bồ Tát đó, tên của mười thế giới, danh hiệu của mười vị Phật cũng đều hoàn toàn giống nhau. Bấy giờ Đức Thế Tôn, từ các ngón chân của hai bàn chân phóng ra trăm ngàn ước quang minh sắc đẹp, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trên đỉnh Tu Di, trong cung điện trời Đế Thích, Phật và đại chúng thảy đều hiện ra. Lúc đó, từ các ngón của hai bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn ước quang minh màu sắc tuyệt đẹp, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trên đỉnh núi Tu Di, trong cung điện của trời Đế Thích, thế giới này, thế giới kia, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng cõi nước chư Phật, trong mỗi thế giới đều có Phật và đại chúng đều hiện ra. Tóm lại, tình hình Phật nói Pháp ở thế giới Ta Bà thì trong mười phương đều như thế. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ nương thần lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Pháp Huệ ở phương Đông, Ngài nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca gia trì mà quán khắp căn tánh nhân duyên của chúng sinh mười phương, dùng kệ để nói công đức của Phật. Phật phóng tịnh quang minh, khắp thấy thế đạo sư trên đỉnh núi Tu Di ngự trong điện Diệu Thắng. Quang minh thành tịnh của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra từ các ngón hai bàn chân, hết thảy Bồ Tát và tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy được đấng đại đạo sư Phật của thế gian đang ở trên đỉnh núi Tu Di ngự trong điện Diệu Thắng. Tất cả trời Đế Thích thỉnh Phật vào cung điện, đều dùng mười kệ hay khen ngợi các Như Lai. Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả vua trời Đế Thích đều thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiến vào điện Diệu Thắng, đều dùng mười bài kệ hay để tán thán khen ngợi công đức của chư Phật. Hết thảy tất cả đều giống như ở điện Diệu Thắng trên đỉnh núi Tu Di, nơi thế giới Ta Bà không khác. Trong các đại hội đó, hết thảy chúng Bồ Tát đều từ mười phương đến hóa tòa ngồi trên đó. Trong đại pháp hội của chư Phật đó, hết thảy tất cả chúng Bồ Tát đều đến từ mười phương thế giới. Mỗi vị Bồ Tát tự mình hóa ra tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng mà ngồi yên trên đó lắng nghe hoa nghiêm pháp lớn. Các Bồ Tát hội đó danh hiệu đồng chúng tôi, đến từ các thế giới, danh từ cũng như vậy. Trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, danh hiệu của các Bồ Tát trong hết thảy pháp hội đều giống như danh hiệu của chúng tôi. Tên của các thế giới mà các ngài đến cũng giống như tên của thế giới Ta Bà Nam Diêm Phù Đà. Cõi nước các thế tôn, danh hiệu cũng đồng nhau. Mỗi vị ở nước mình tịnh tu hạnh vô thượng. Danh hiệu của các đức Phật, cõi nước của các vị Bồ Tát đó đến cũng giống nhau. Mỗi vị ở cõi nước của mình đều tu hạnh môn thanh tịnh, từ bi vô thượng. Phật tử ông nên quán tự tại của Như Lai, tất cả cõi diêm phủ đều nói Phật trong đó. Bồ Tát Pháp Huệ gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị mọi người nên quán xem, phải biết đó đều là sức thần thông tự tại thành tựu của Như Lai. Hết thảy tất cả trong thế giới Nam Diêm Phủ Đề đều nói Phật đang ở trong đó truyền đại pháp luân giáo hóa tất cả chúng sinh. Chúng ta nay thấy Phật trụ trên đỉnh Tu Di, mười phương cũng như thế, sức tự tại Như Lai. Chúng ta mọi người hiện tại thấy được Phật trụ ở trên đỉnh núi Tu Di, chúng sinh trong hết thảy mười phương thế giới cũng đều nhìn thấy Phật ngự ở trên đỉnh núi Tu Di. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại thành tựu của Như Lai. Trong mỗi mỗi thế giới phát tâm cầu Phật đạo, nương vào nguyện như vậy tu tập hạnh Bồ Đề. Trong hết thảy tất cả mười phương thế giới, mỗi vị Bồ Tát trong quá khứ,
đã phát tâm cầu Phật đạo thì nương vào nguyện đã phát mà thành tựu Phật đạo vô thượng. Các ngài trong đời đời kiếp kiếp tu tập hạnh Bồ đề, tu hành giác đạo. Phật dùng đủ loại thân, du hành khắp thế gian, pháp giới chẳng gì ngại, không ai chắc lượng được. Phật dùng đủ loại hóa thân, khắp du hành tất cả thế gian, pháp thân của Phật là khắp cùng pháp giới, đến tất cả mọi nơi mà chẳng chướng ngại, cũng chẳng có ai biết được cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật. Huệ quang luôn chiếu khắp, đầy tối đều trừ diệt, tất cả chẳng sánh bằng, làm sao dò biết được. Trí huệ quang của Phật luôn luôn chiếu khắp thế giới, dần dần tiêu diệt, trừ sạch tất cả tham sân si đen tối của thế gian, chẳng có ai sánh bằng Phật. Làm sao có thể chắc lượng biết được cảnh giới của Phật? Cảnh giới của Phật chẳng dễ gì biết được. Bấy giờ Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nương oai lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Nhất Thiết Huệ ở phương Nam nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Giả sử trăm ngàn kiếp thường thấy Đức Như Lai chẳng nương nghĩa chân thật mà quán bậc cứu thế. Nếu như trong trăm ngàn kiếp luôn luôn thấy được Phật, song chẳng y chiếu nghĩa chân thật, lìa tướng để quan sát Phật, thì thường chấp chặt vào 32 tướng 80 vẻ đẹp của Phật, cho rằng đó là mặt mày chân thật của Phật. Người đó trụ các tướng, tăng thêm lưới si hoặc, trói chặt ngục sinh tử, mù tối chẳng thấy Phật. Tuy nhiên người đó thấy Phật, song trụ vào các tướng, chẳng biết rằng tướng là không, thì chỉ tăng thêm lưới si hoặc, mà bị dây thừng sinh tử trói chặt, vĩnh viễn thoát chẳng khỏi sáu nẻo luân hồi. Nhốt ở trong lao ngục sinh tử thì cũng như người mù tối vĩnh viễn chẳng thấy được mặt mày chân thật của Phật. Chúng ta nên phá tan chấp trước, đừng chấp trước có cũng đừng chấp trước không. Chấp có chấp không thì rơi vào hai bên, chấp có thì thủ lấy các tướng, chấp không thì rơi vào không, chẳng có gì hết. Không có chẳng chấp trước, tức là trung đạo. Người chân chánh học Phật pháp thì phải lìa tướng. Lìa tướng tức là Bồ đề, nếu không thể lìa tướng mà chấp trước tướng thì chỉ là ngày càng ngu si, không thể khai mở trí huệ. Khai mở trí huệ thì thấy Phật, chẳng khai mở trí huệ thì ngu si, ngu si thì thấy quỷ. Người học Phật pháp nên càng học càng thông minh, không thể càng học càng hồ đồ. Hiện tại là thời kỳ đả thiền thất, mọi người phải có tâm nhẫn nại, phải luyện tập kim cang bất hoại, ví như sắt trải qua rèn luyện rồi thì mới thành thép, thép chế thành đao kiếm thì mới sắc bén. Chúng ta cũng phải trải qua một phen rèn luyện thì mới thành thánh hiền. Bậc thánh hiền thì chẳng có tập khí mau bệnh, tất cả đều thanh tịnh. Đả thiền thất tức là trừ tập khí khử mau bệnh, đi hương, chạy hương, ngồi hương, tức là rèn luyện thân tâm khiến cho thanh tịnh. Khi đến được cảnh giới, trong chẳng biết có tâm, ngoài chẳng biết có thân, xa chẳng biết có vật, thì tất cả hết thảy đều buông xả hết. Nếu buông xả được thì tự nhiên sẽ thành Phật. Tại sao chúng ta không khai ngộ? Vì chẳng buông xả được thân tâm, cho rằng túi da hôi thối là người bạn tốt thì nhất định sẽ bảo hộ nó, thương tiếc nó, chẳng cho nó chịu thiệt thòi. Khát một chút cũng không được, đói một chút cũng không được, lạnh một chút, nóng một chút đều không xong. Tóm lại luôn lúc nào cũng chiếu cứ nó, xem nó là bảo bối. Xong tuy nhiên bạn thương mến nó, lo cho nó, nhưng đến lúc lâm chung thì nó một chút cũng chẳng trợ giúp bạn, xuôi tay mà đi. Lúc đó chỉ có bạn một mình đi thọ quả báo. Quán sát nơi các pháp, tự tánh chẳng chỗ có, tướng nó vốn sinh diệt, chỉ là giả danh nói. Ba quán của Tông Thiên Thai, tức là quán không, quán giả, quán chung, dùng một bài kệ để nói rõ. Nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, quán không, tên cũng là giả danh, quán giả, tên cũng nghĩa trung đạo, quán trung. Các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, nhân duyên sinh ra các pháp đều là không, cũng là giả, minh bạch tức là nghĩa trung đạo. Ba quán đó vốn là một, tức là quán trung, song trước hết phải minh bạch nó là quán không, sau đó lại minh bạch nó là quán giả, lại thấu hiểu nó là trung đạo liễu nghĩa, tức là quán trung. Quán tất cả các pháp đều là không tự tánh, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, tướng đó là không, nhưng là giả danh, chẳng có thật thể. Cho nên Tỳ kheo Mã Thắng nói với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt,
Phật Tà Đại Sa Môn thường nói như vậy đó, tức là đạo lý này. Tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt, nếu hiểu được như vậy, chư Phật thường hiện tiền, quán ra tất cả các pháp, chẳng có tướng sinh cũng chẳng có tướng diệt, đó là đắc được vô sinh pháp nhẫn, tức cũng là chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt, mà kham nhẫn thọ nơi tâm. Lúc đó miệng muốn nói cũng nói không ra, có trí huệ thấu hiểu như thế, thì chư Phật luôn hiện tiền ở trước mặt bạn. Nếu chưa chứng đắc trí huệ như thế, thì dù chư Phật ở trước mặt bạn, bạn cũng nhìn chẳng thấy, dù có nhìn thấy cũng chẳng biết. Do đó có câu, đối diện bất thức quán thế âm. Hà huống là Phật, càng không thể biết được. Pháp tánh vốn vắng lặng, không lấy cũng không thấy. Tánh không tức là Phật, không thể suy lường được. Bản tánh của Pháp là không sinh không diệt, vốn là vắng lặng, không thể nắm lấy, cũng không thể nhìn thấy. Do đó, nhìn mà chẳng thấy, thính mà chẳng nghe, người mà chẳng có mùi. Nếu chứng được cảnh giới pháp tánh vắng lặng thì tất cả đều là không, đó tức là Phật thật hiện ở trước, là cảnh giới không thể suy lường được. Nếu suy lường được thì biến thành đệ nhị nghĩa, đệ nhất nghĩa đế, tức là không thể nghĩ, không thể tưởng, không thể lường. Nếu biết tất cả pháp thể tánh đều như vậy thì người đó không bị phiền não làm nhiễm trước. Nếu như biết được bản tánh và tự tánh của tất cả các pháp đều không sinh không diệt thì người đó không bị tất cả phiền não làm nhiễm ô và chấp trước. Nếu biết tất cả pháp vốn không sinh vốn không diệt thì phiền não sẽ biến thành bồ đề, lúc đó chẳng có nhiễm ô, chỉ có thanh tịnh diệu chân như tánh, bổn thể của tất cả các pháp cũng chẳng nhiễm trước. Phàm phu thấy các pháp nhưng tùy theo tướng chuyển, chẳng rõ pháp vô tướng, do đó chẳng thấy Phật. Phàm phu thì thấy có, hàng nhị thừa thì thấy không, Bồ Tát thì thấy trung đạo bổn thể. Phàm phu thấy tất cả các pháp, tức là tất cả pháp hữu vi mà chấp trước vào tất cả tướng. Hàng nhị thừa thấy tất cả các pháp đều là không, nhưng chưa thấy trung đạo. Bồ Tát tu pháp môn trung đạo chẳng thiên về không, chẳng rơi vào có. Phàm phu thấy các pháp thì tùy theo tướng mà chuyển, chẳng minh bạch đạo lý pháp là lìa tất cả tướng, cho nên không thể thấy được bổn viên tự tánh thiên chân Phật. Mâu ni lìa ba đời, các tướng đều đầy đủ, trụ nơi chẳng chỗ trụ, khắp thảy mà chẳng động. Phật Thích Ca Mâu Ni đã lìa khỏi quá khứ hiện tại vị lai ba đời, đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp, các tướng đều viên mãn. Phật trụ ở chỗ chẳng chỗ trụ, tức cũng là vô tại mà vô bất tại, do đó tận hư không khắp pháp giới, đều là pháp thân của Phật. Phật chẳng động một nơi mà khắp mọi nơi, tùy khắp mọi nơi mà chẳng lìa một nơi, do đó một là tất cả là một, cho nên nói khắp hết thảy mà chẳng động. Tôi quán tất cả pháp, thảy đều thấu rõ hết, nay thấy nơi Như Lai, quyết định không có nghi. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nói, hiện tại tôi quán sát nhân duyên của tất cả các pháp, bất cứ là quán không, quán giả, quán chung đều hoàn toàn minh bạch thấu rõ. Hiện tại thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả pháp đều quyết định minh bạch, chẳng có nghi hoặc. Pháp Huệ trước đã nói, Như Lai chân thật tướng, tôi từ đó biết rõ, Bồ Đề khó nghĩ bàn. Bồ Tát Pháp Huệ trước đã nói qua thật tướng diệu lý và vô tướng công năng của tất cả chư Phật. Tôi từ bài kệ của Bồ Tát Pháp Huệ khen ngợi, mà đã thấu rõ biết được diệu lý của Bồ Đề, chẳng thể suy tư, chẳng thể luận bàn. Bấy giờ Bồ Tát Thắng Huệ nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Lúc đó, vị Bồ Tát Thắng Huệ ở phương Tây, nương đại oai thần lực gia trì của Phật, quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh mà dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Như Lai đại trí huệ, biết có không thể sánh, tất cả các thế gian suy tư chẳng biết được. Trí huệ của Phật viên mãn, phước đức cũng viên mãn, do đó phước huệ đều đầy đủ. Đại trí huệ của Phật rất ít có, chẳng thể sánh được. Hết thảy tất cả chúng sinh thế gian, tất cả chúng sinh trên trời, dù có dùng tâm suy tư cũng không thể biết được. Tại sao? Vì tâm lượng của chúng sinh bé nhỏ, cho nên chẳng đạt đến cảnh giới này. Phàm phu vọng quán sát, giữ tướng chẳng như lý, Phật lìa tất cả tướng, phàm phu chẳng thấy được. Phàm phu dùng vọng tưởng để quan sát cảnh giới của Phật, giữ lấy tướng thì chẳng khế hợp với diệu lý của Phật,
Phật là vô tướng, lìa khỏi tất cả tướng hữu vi, chẳng phải cảnh giới của phàm phu thấy được. Người mê hoặc vô tri, vọng giữ tướng năm uẩn, chẳng rõ chân tánh đó, người đó chẳng thấy Phật. Chúng sinh điên đảo vì chẳng có trí huệ nên bị vô minh che đậy, liền dùng vọng làm chân mà giữ lấy tướng năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Người chẳng có tri thức thì cho rằng năm uẩn là thật, cho nên mê hoặc nơi năm uẩn mà chẳng thấy rõ chân tánh của Phật, người đó chẳng thấy được Phật. Biết rõ tất cả pháp đều chẳng có tự tánh, hiểu pháp tánh như vậy tức thấy lô xá na. Nếu thấu hiểu biết rõ tự tánh của tất cả pháp vốn đều chẳng có, được như thế thì chẳng chấp trước nơi pháp mà thấu rõ pháp tánh, tức sẽ thấy được lô xá na, sẽ minh bạch cảnh giới của Phật. Ở trước nói về năm uẩn là cầu bên trong, giữ lấy tướng thì chẳng thấy Phật. Hiện tại phá tướng tức là bổn địa phong quang, lìa tướng lời nói, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng văn tự. Cảnh giới của Phật là lìa tất cả tướng và tất cả pháp. Vì do năm uẩn trước, uẩn sau khởi liên tục, nơi tánh này biết rõ, thấy Phật khó nghĩ bàn. Trong tâm kinh có nói, Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu vào bát nhã ba la mật đa, thì chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Năm uẩn đều là không, cho nên nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Bốn uẩn còn lại cũng đều giống như sắc uẩn, hư huyễn chẳng có thật thể. Năm uẩn trước sinh năm uẩn giữa, năm uẩn giữa sinh năm uẩn sau liên tục không ngừng. Tuy liên tục không ngừng, nhưng năm uẩn trước chẳng đến năm uẩn giữa, năm uẩn giữa chẳng đến năm uẩn sau, giống như sóng cùng nhau sanh khởi, song sóng phía trước chẳng đi về phía sau, sóng phía sau cũng chẳng đi về phía sau nó. Năm uẩn trước, năm uẩn giữa, năm uẩn sau sinh liên tục, giống như hạt giống sinh mầm, nhưng hạt giống chẳng đến chỗ mầm. Vì năm uẩn trước mà năm uẩn sau liên tục sinh ra, song năm uẩn sau chẳng đến năm uẩn trước, tức nghĩa là sóng trước chẳng đi về sóng phía sau. Nếu minh bạch pháp năm uẩn là không, thì thường thấy được Phật, minh bạch Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ví như báu trong tối, không đèn chẳng thể thấy, Phật Pháp chẳng người nói, dù huệ chẳng biết được. Phật Pháp là không thể nghĩ bàn. Ví như bảy báu trong phòng tối, nếu chẳng có đèn, thì nhìn chẳng thấy được. Báu trong tối tức là Phật tánh, hàm tàng ở trong vô minh, vì vô minh cho nên che lớp báu thật Phật tánh. Đèn là trí huệ, có trí huệ thì mới minh bạch báu thật của tự tánh. Chẳng có trí huệ thì giống như hạt châu giấu trong áo, vì chẳng ai nói với bạn, cho nên bạn chẳng biết. Vô minh che lớp Phật tánh quang minh, cho nên chẳng có trí huệ. Phật Pháp phải có thiện tri thức giảng nói thì mới minh bạch. Nếu chẳng có thiện tri thức giảng nói thì dù bạn có trí huệ cũng không thể minh bạch hiểu rõ. Tóm lại, dù bạn có trí huệ song vẫn cần có người đến mồi đèn trí huệ của bạn thì bạn mới minh bạch Phật Pháp. Có bốn câu rằng: một, có mắt không đèn thì chẳng thấy; hai, không mắt có đèn thì chẳng thấy; ba, không mắt không đèn thì chẳng thấy; bốn, có mắt có đèn thì thấy. Có mắt không đèn thì chẳng thể thấy châu báu, chỉ có đèn mà không có mắt thì nhìn cũng chẳng thấy châu báu. Nếu người nghiệp chướng quá nặng thì đèn trí huệ mồi chẳng đặng, giống như hàng nhị thừa ở trong Pháp Hội Hoa Nghiêm mà như điếc như mù, do đó có mắt chẳng thấy lô xá na, có tai chẳng nghe giáo viên đốm. Người nhị thừa độ tánh giống như người mù, chẳng thấy được trí huệ vốn có. Chẳng có đèn, chẳng có mắt thì càng nhìn chẳng thấy tự tánh pháp bảo. Tất nhiên phải có mắt lại có đèn thì mới thấy được tự tánh pháp bảo. Mình có đèn trí huệ lại có thiện tri thức để chỉ dạy, đó là có mắt có đèn thấy pháp bảo. Chúng ta mỗi người đều có tự tánh pháp bảo là Phật tánh, nhưng mình chẳng biết, giống như là mất, kỳ thật vẫn tồn tại, bất quá chẳng dùng nó được mà thôi. Cũng như mắt có màng chẳng thấy màu đẹp tịnh, tâm bất tịnh như vậy chẳng thấy pháp chư Phật. Ví như con mắt có màng nhìn sự vật thành hai, vì trong con mắt có bệnh cho nên chẳng thể thấy được thanh tịnh diệu pháp thân của Phật. Trong tâm nếu khởi tham sân si ba độc, tâm nhiễm ô, tâm chướng ngại, tâm đố kỵ, tâm ích kỷ, tâm tự lợi, đó đều là tâm chẳng thanh tịnh, chẳng minh bạch đường diệu pháp của chư Phật.
lại như mặt trời sáng, kẻ mù chẳng thấy được, tâm chẳng có trí huệ, không thấy được chư Phật. Ví như mặt trời trong sáng, sau người mù nhìn chẳng thấy, trí huệ vốn có, nếu chẳng hiện ra, thì thủy chung chẳng thấy được pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Nếu trừ được màng mắt, xà lìa nơi sắc tưởng, chẳng thấy nơi các pháp, tức thấy được Như Lai. Nếu như chữa được màng trong con mắt, màng trong tâm cũng trừ khử đi, nghĩa là trừ sạch tham sân si mạn nghi tất cả phiền não. Nếu xả lìa được sắc pháp trong năm uẩn và tưởng ấm, năm uẩn tất cả pháp đều không mà chẳng bị năm uẩn che đậy thì thấy được pháp thân của Như Lai. Nhất thiết huệ trước nói pháp bồ đề chư Phật, tôi nghe từ nơi đó thấy được lô xá na. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nghe được pháp của Bồ Tát Pháp Huệ nói, thì Ngài liền minh bạch rất nhiều đạo lý của Phật Pháp. Bồ Tát Thắng Huệ lại nói, Ngài học được rất nhiều Phật Pháp từ Bồ Tát Nhất Thiết Huệ. Đây là Mỹ Đức Bồ Tát khiêm nhường với nhau. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ trước đã nói, không giả trung đạo lý ba quán. Ngài nói ba đời chư Phật diễn nói Pháp Bồ Đề. Tôi nghe được diệu Pháp này rồi, thì mới thấy được thân viên mãn thanh tịnh của Phật Lô Xá Na. Bồ Tát chẳng có tâm cống cao ngã mạn, tuyệt đối chẳng nói tôi có trí huệ hơn Bồ Tát khác. Kệ của tôi nói ra cao minh hơn Bồ Tát khác, các ngài tôn kính với nhau. Chúng ta học Phật Pháp thì phải chân thật lãnh thọ tâm của Bồ Tát, tâm của chư Phật. Hành vi của các ngài làm đều là mô phạm cho chúng ta. Chúng ta phải y chiếu theo Pháp mà tu hành, học sự khiêm nhường của Bồ Tát, từ bi của Bồ Tát, đó mới là bản sắc của người học Phật. Bấy giờ Bồ Tát công đức huệ nương oai lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát công đức huệ ở phương Bắc nương đại oai thần lực gia trì của Phật quan sát khắp nhân duyên và căn tánh của chúng sinh mười phương mà dùng cả để khen ngợi công đức của chư Phật. Các pháp chẳng chân thật, vọng giữ tướng chân thật, do đó các phàm phu luân hồi ngục sinh tử. Các pháp tức là trăm pháp, trăm pháp là sắc pháp 11, tâm pháp 8, tâm sở pháp 51, bất tương ưng pháp 24, vô vi pháp 6, cộng thành trăm pháp. Tất cả các pháp đều là không tịch, chẳng có thể chân thật. Đừng có ở trên pháp chẳng chân thật mà đi tìm chân thật. Đó cũng giống như tìm lông trên thân rùa, tìm sừng trên đầu con thỏ, vĩnh viễn chẳng tìm thấy được. Dùng vọng tâm để giữ tướng chân thật, muốn trên đầu an đầu, trên chân an chân, đó là dư thừa. Phàm phu tức là làm những việc điên đảo đó, trên pháp chẳng chân thật tìm chân thật. Vì chấp trước như thế, cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi, sinh rồi lại chết rồi lại sinh, vĩnh viễn không ngừng, giống như hạt bụi, hốt lên trời, hốt xuống đất, chẳng có nơi nào chân thật. Lời lẽ nói các pháp, trí nhỏ vọng phân biệt, do đó sinh chướng ngại, chẳng rõ nơi tâm mình. Phàm là lời lẽ nói ra các pháp, hàng nhị thừa trí huệ nhỏ, tuy đã phá ngã chấp, nhưng chưa phá được pháp chấp, chỉ chứng được người không mà chưa chứng được pháp không. Do đó còn chấp trước nơi lời lẽ của tất cả các pháp, dùng trí huệ, trí nhỏ, huệ nhỏ để phân biệt tất cả các pháp. Vì nguyên nhân đó cho nên sinh ra đủ thứ chướng ngại, chẳng minh bạch pháp nói ra là chẳng lìa tâm mình. Do đó Phật nói tất cả pháp, ứng sinh tất cả tâm, nếu không tất cả tâm, sao dùng tất cả pháp? Cho nên tất cả pháp chẳng lìa tâm mình, nếu cầu pháp ở ngoài tâm, đây tức là ngoại đạo. Do đó có câu, tâm Phật và chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt, minh bạch tâm mình, thì chẳng phân biệt pháp chấp. Không thể rõ tâm mình, làm sao biết chánh đạo, đó do điên đảo huệ, tăng trưởng tất cả ác. Người nhị thừa chẳng minh bạch đạo lý vạn pháp do tâm, do đó tâm sinh đủ thứ pháp sinh, tâm diệt đủ thứ pháp diệt. Nếu chẳng thấu rõ tâm mình thì làm sao biết được chánh đạo? Người nhị thừa trí nhỏ huệ nhỏ sinh ra tâm phân biệt, có tâm phân biệt rồi thì có chướng ngại, thì có điền đảo. Điền đảo tức là nhận thức thị phi chẳng rõ ràng. Vì thị phi chẳng rõ ràng cho nên dùng điên đảo huệ. Đây cũng có thể nói là thế trí biện thông, chẳng có đạo lý mà nói ra đạo lý, tức là cường từ đạt lý. Đây tức là chẳng nói về đạo lý, ngã kiến thâm sâu, ngã tướng chẳng phá được, có tâm phân biệt thì làm tăng trưởng tất cả các nghiệp ác. Chẳng thấy các pháp không, luôn thọ khổ sinh tử, người đó chưa có được pháp nhãn thanh tịnh vậy.
Người không là chẳng còn chấp cái ta, ngã. Pháp không là chẳng có chấp pháp, ngã. Pháp hai chấp chẳng dễ gì phá được. Một số phàm phu đều có chấp cái ta, ta như thế này, ta là đệ nhất, ta đều giỏi hơn mọi người. Ngày ngày vì cái ta này mà khổ sở, cũng chẳng cảm thấy khổ sở. Kỳ thật thân thể của con người đều có tên khác nhau, song tìm chẳng được cái ta, ngã, tồn tại. Vì nhìn chẳng không, cho nên mới nói có cái ta. Chúng ta có thì tướng người cũng có, tướng chúng sinh cũng có, tướng thọ mạng cũng có. Vì bốn tướng chẳng không, cho nên có tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Ba tâm chẳng rõ, thì luôn luôn khởi vọng tưởng, khởi phân biệt. Tất cả sự vật chẳng có, thì thường tìm cách để có được. Đã có được rồi, thì lại sợ mất đi. Khi chẳng có vọng tưởng này, thì sinh ra vọng tưởng khác. Đây cũng giống như dùng dây thừng tự trói mình, chẳng đắc được giải thoát. Cho nên nói chấp ta chẳng dễ gì phá được. Nếu phá được chấp ta, thì chẳng còn thấy ta, tướng ta. Nhưng lại có chấp pháp, sinh ra đủ thứ chấp trước đối với tất cả pháp, đủ thứ phân biệt. Cho nên nói chẳng thấy các pháp không, không thể ngộ được đạo lý. Bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Nếu chấp trước pháp hữu vi thì không thể thoát khỏi ba cõi, thường thọ khổ sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. Người như thế chẳng thấy được tất cả pháp không. Tại sao? Vì chẳng đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Nếu đắc được pháp nhãn thanh tịnh thì thấy được tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Do đó các pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, nghĩa là các pháp vốn xưa nay tướng thường tự vắng lặng. Đắc được pháp nhãn thành tịnh thì thấu rõ đạo lý các pháp không tướng. Xưa tôi thọ các khổ do tôi chẳng thấy Phật, nên phải tịnh pháp nhãn, thấy chỗ đáng được thấy. Bồ Tát Công Đức Huệ nói, thuở xưa lúc tôi chẳng biết tu hành, cho nên chịu đủ thứ khổ. Tại sao phải thọ khổ? Vì tôi chẳng thấy được Phật. Tại sao chẳng thấy được Phật? Vì có cái ta, thấy cái ta, tướng ta, chấp trước quá sâu, cho nên đối diện chẳng thấy Phật, chẳng thấy Bồ Tát. Cho nên phải tu hành thì mới đắc được pháp nhãn thanh tịnh, có thể thấy Phật chỗ đáng nhìn thấy. Tại sao chúng ta chẳng thấy Phật? Vì vọng tưởng quá nhiều. Nếu thấy được Đức Phật mà tâm chẳng thủ giữ, người đó tức thấy được biết pháp của Phật nói. Nếu như có người thấy được Phật mà chẳng chấp trước, tức là như như bất động, tức cũng là chẳng thủ lấy tướng. Trong kinh Kim Cang có nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Đó tức là thủ lấy chấp trước tướng. Nếu thấy được mà chưa thấy, nghe mà chưa nghe, thì mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Thấy được Phật mà tâm chẳng động, tức là chẳng thủ lấy tướng. Nếu được như thế, chẳng thấy nghĩ khác, chẳng có tâm háo kỳ, thì người đó sẽ biết được pháp của Phật nói, tức cũng là rõ ràng sáng suốt, tức cũng là trí huệ vốn có hiện tiền. Nghĩ muốn cùng Phật tại một chỗ thì phải như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Muốn cùng quỷ ở một chỗ thì như như thường động, chẳng rõ ràng sáng suốt. Hai con đường này tự mình chọn lấy. Người có định lực thì thấy cảnh giới tốt vẫn như như chẳng động, dù có thấy cảnh giới không tốt cũng như như chẳng động. Nếu như như chẳng động thì sẽ rõ ràng sáng suốt. Nếu rõ ràng sáng suốt thì được thăng lên tòa Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, đồng thể với Phật, trụ tại một chỗ. Nếu thấy thật pháp Phật, tức gọi bậc đại trí, người đó có mắt tịnh, quán sát được thế gian. Nếu như thấy được thật pháp của Phật, tức là người đại trí huệ, phải vào sâu tạng kinh thì mới được trí huệ như biển. Người đó đắc được pháp nhãn thành tịnh thì quán sát được nhân duyên của toàn thế giới. Tất cả mọi người đều đầy đủ ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông. Nhưng vì chẳng tu hành, cho nên chẳng hiện tiền. Nếu tu hành viên mãn thì sẽ thành Phật. Ba thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân là thanh tịnh, đầy khắp tất cả mọi nơi. Pháp thân của phàm phu vì bị vô minh che lấp cho nên chẳng hiện ra. Hóa thân có nhiều hàng trăm ngàn ức, song phàm phu không dùng được nó, chỉ có báo thân. Báo thân tức là thân thể hiện tại, là thân thọ quả báo. Pháp thân của Phật là viên mãn, chúng ta có đại trí huệ thì mới thấy được ba thân của Phật. Bốn trí tức là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Thành sở tác trí là những gì cần làm đã làm xong, chẳng thọ thân sau nữa.
Diệu quán sát trí là đắc được năm nhãn, mới có trí huệ diệu quán sát. Bình đẳng tánh trí là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chư Phật cũng bình đẳng. Trí huệ này ở chư Phật cũng chẳng tăng chút nào, tại chúng sinh cũng chẳng giảm chút nào, đều là bình đẳng. Song phàm phu bị vô minh che lấp, chẳng chứng được trí huệ tánh bình đẳng. Đại viên cảnh trí là trí huệ thanh tịnh quang minh, giống như tấm gương tròn lớn, một hạt bụi cũng chẳng nhiễm. Vật đến thì ứng, vật đi thì tịnh, chẳng lưu lại dấu vết. Năm nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Phật nhãn chiếu sáng như ngàn mặt trời, chiếu khắp vô lượng thế giới. Pháp nhãn quán sát tất cả các pháp, ví như đọc kinh Hoa Nghiêm thì chiếu thấu tất cả quyển kinh. Một bộ kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, chỉ một phút thì đọc xong. Huệ nhãn đầy đủ tất cả trí huệ, thấu rõ tất cả sự lý. Thiền nhãn thì thấy được người trời hành động. Nhục nhãn chẳng phải nhục nhãn của phàm phu mà nhục nhãn khác, thấy được người quỷ thần, thấy được tướng có hình có sắc. Phật nhãn ở chính giữa trán, pháp nhãn và huệ nhãn ở hai bên trán, thiên nhãn và nhục nhãn ở tại huyệt thái dương. Quỷ cũng có đầy đủ năm nhãn này nhưng chẳng quang minh. Sáu thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Người tu hành tu đến trình độ tương ưng thì có thiên nhãn thông, nhìn thấy cử chỉ hành động của người trời mà chư thiên nói cũng nghe được rất rõ ràng. Có tha tâm thông thì biết được người đối phương muốn nói và làm việc gì. Túc mạng thông quan sát được nhân quả của chúng sinh đã làm trong quá khứ. Có thần túc thông thì có thể đi đứng ở trong hư không, đến đi tự do chẳng bị hạn chế. Có lậu tận thông thì quét trừ tất cả phiền não, chẳng có vọng tưởng, tức thành Phật quả. Không thấy tức là thấy, thấy được tất cả pháp. Nếu nơi pháp có thấy, đó là không chỗ thấy. Không thấy tức là chẳng có sự thấy thức phân biệt của phàm phu. Đây tức là sự thấy trí huệ vốn có của thánh nhân. Có thức phân biệt là tất cả pháp hữu vi, trí chẳng có phân biệt là tất cả pháp vô vi. Trí huệ của thánh nhân minh bạch được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nghĩa là thông đạt các pháp thật tướng mà chẳng có pháp chấp trước, mới thấy được tất cả các pháp. Phàm phu nếu có sự phân biệt về pháp thì vĩnh viễn chẳng minh bạch bản thể của tất cả các pháp, bất cứ lúc nào cũng không thể vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Nếu phá được pháp chấp thì mới minh bạch tất cả các pháp, tức là bổn địa phong quang, nhà vốn có sẵn, mặt mũi vốn có, tức là trở về cội nguồn, nghĩa là pháp thể chẳng sinh chẳng diệt. Tất cả các pháp tánh không sinh cũng không diệt, lạ thay đại đạo sư, tự giác hay giác tha. Tánh của tất cả các pháp chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, là vắng lặng bất động, rất lạ thay đấng đại đạo sư Phật. Ngài đã giác ngộ đạo lý tất cả các pháp, lại khiến cho người khác cũng giác ngộ đạo lý của tất cả các pháp. Đây là ba giác viên mãn, vạn đức đầy đủ. Thắng Huệ trước đã nói, pháp của Như Lai ngộ, chúng tôi từ đó nghe, biết được chân tánh Phật. Bồ Tát Công Đức Huệ nói, tôi nghe Bồ Tát Thắng Huệ nói kệ rồi, đắc được pháp ích, minh bạch tất cả pháp của Phật đã giác ngộ, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chẳng có mọi sự chấp trước. Chúng tôi từ Bồ Tát Thắng Huệ nghe được diệu pháp, cho nên thấu rõ chân như tự tánh của Phật, tất cả thế gian đều là vô thường. Bấy giờ Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát Tinh Tấn Huệ ở phương Đông Bắc nương đại oai thần lực của Phật gia trì quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Nếu trụ nơi phân biệt, tức hoại mắt thanh tịnh, ngu si tà kiến tăng, vĩnh chẳng thấy chư Phật. Nếu như trụ ở nơi phân biệt, dù có đối diện với Phật và Bồ Tát cũng chẳng nhận thức được. Tại sao? Vì hư hoại mắt thanh tịnh, cho nên ngày càng ngu si tà kiến tăng thêm. Phải biết ngu si tức là súc sinh, tà kiến là ngạ quỷ. Như vậy, trước mắt chẳng nhận thức được Phật Pháp tăng tàm bảo, vĩnh viễn chẳng thấy được mười phương chư Phật. Lục Tổ Huệ Năng có nói, tin ta thì dù cách mười vạn tám ngàn dặm cũng giống như bên cạnh thân ta. Chẳng tin ta thì dù ở cạnh thân ta cũng như cách mười vạn tám nghìn dặm. Đây là dùng để giải thích bổn kệ tốt nhất. Phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí. Chuyển thức thành trí thì mới đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Mắt thanh tịnh này chẳng phải đắc được từ bên ngoài,
mà là từ trong tâm mà chứng được. Nếu chẳng có phân biệt ta người thị phi thiện ác, thì lúc đó đối với tất cả các pháp đều chẳng có chấp trước, thì trí huệ sẽ hiện tiền, chiếu thấy pháp thế, xuất thế gian. Chúng ta học Phật Pháp, nếu có tâm phân biệt, thì dù Phật Bồ Tát và thiện tri thức ở trước mặt bạn, bạn cũng chẳng nhận ra. Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì Phật Bồ Tát thiện tri thức hiện tiền, bạn sẽ phân minh rõ ràng, thấy được rõ ràng. Nếu rõ được pháp tà, như thật chẳng điên đảo, biết vọng vốn tự chân, thấy Phật liền thanh tịnh. Nếu như thấu hiểu pháp tà, tức là minh bạch chánh pháp, tức cũng là minh bạch lý thể chân như thật tướng, không làm việc điên đảo. Điên đảo tức là không nên làm mà làm, nên làm mà không làm. Không điên đảo tức là nên làm thì làm, không nên làm thì không làm. Phải biết vọng là từ chân như thật tướng mà sinh ra. Phải biết gốc rễ của vọng là chân. Trừ sạch hết vọng thì chân sẽ hiện ra. Chỉ cần trừ khử tâm thức phân biệt thì trí huệ vốn có sẽ hiện tiền. Như thế sẽ đầy đủ mắt thanh tịnh mới thấy được Phật. Tại sao chúng ta chẳng thấu hiểu chánh pháp? Vì vô minh đang tác quái, khởi tâm tham, có tâm dục niệm, cho nên chẳng phân chánh tà. Nếu phá được vô minh, thì chẳng còn tâm tham, chẳng còn dục niệm, thì sẽ minh bạch gì là chánh pháp. Tất cả mọi vấn đề đều tiếp nhận mà giải. Chúng ta vốn giống như Phật, tự tánh quang minh hay chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới. Vì động một niệm vô minh mà đến thế giới ta bà này, hoặc đến thế giới khác đầu thai làm người. Do đó tu hành thì có thể thành Phật, không tu hành thì phải làm quỷ. Chỉ cần chúng ta trở về cội nguồn, khôi phục lại trí huệ vốn có, thì chẳng còn tâm phân biệt thì sẽ minh bạch tất cả. Do đó, thiện ác hai con đường, tu thì tu, tạo nghiệp thì tạo. Tu phước tu huệ là Phật, tạo tội tạo nghiệp là quỷ. Phật xem tất cả chúng sinh đều là Phật, quỷ xem chúng sinh đều là quỷ. Đó là hết thảy do tâm tạo. Trong kinh này có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Tất cả tánh pháp giới đều do tâm mà tạo ra. Có thấy tức là cấu, đó tức là chưa thấy, xa lìa các sự thấy, như vậy mới thấy Phật. Nếu có thấy tức là vọng tưởng, có phân biệt thì có cấu bẩn. Nếu phàm phu chẳng có vọng tưởng phân biệt, thì sẽ xa lìa tất cả tâm phân biệt, tất cả tâm thấu hiểu. Như vậy sẽ thấy được Phật. Xong, nghĩ muốn thấy Phật cũng là vọng tưởng. Phải đừng có vọng tưởng này thì sẽ thấy hết thảy. Cũng chẳng có nghĩ thấy, cũng chẳng có không nghĩ thấy. Đến được cảnh giới này thì sẽ thường thấy Phật. Sự thấy của phàm phu là có nghĩ, có niệm, có phân biệt. Sự thấy của bậc thánh là không nghĩ, không niệm, không phân biệt. Do đó, thiền đến không tâm tức là đạo. Không tâm, không niệm, phước vô biên. Tương dục tạp niệm là tội khiên. Nghĩa là nói chẳng có tâm phân biệt là phước, có tâm phân biệt tức là tội. Pháp ngôn ngữ thế gian, chúng sinh vọng phân biệt, biết đời đều không sinh, đó là thấy thế gian. Chúng sinh thế gian có đủ thứ ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ của thế gian mà nói thì có rất nhiều thứ. Một nước có một thứ tiếng, một tộc có ngôn ngữ của họ, một phương có ngôn ngữ của một phương, ngũ hoa bát môn, đủ loại khác nhau. Chúng sinh dùng vọng tưởng để phân biệt pháp ngôn ngữ. Kỳ thật, tất cả pháp ngôn ngữ thế gian, tất cả tướng phân biệt đều chẳng có thật thể. Vì chẳng có thật thể cho nên tất cả chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt. Phải lãnh ngộ đạo lý này thì mới chân chánh minh bạch pháp thế gian. Nếu thấy thấy thế gian, tức thấy tướng thế gian, như thật đồng không khác, đây gọi người thấy thật. Nếu như thật minh bạch tất cả pháp thế gian, thì sự minh bạch này tức là tướng thế gian thường trụ, song nó không sinh không diệt, giống như thật tướng lý thể. Nếu thấy được lý này, tức là thông đạt nguồn gốc. Lục Tổ Huệ Năng có nói, Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Nghĩa là cũng nói như đạo lý này, đó mới chân chánh hiểu rõ pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Nếu thấy đồng không khác, nơi vật chẳng phân biệt, thấy đó lìa các hoặc, vô lậu được tự tại. Nếu như minh bạch đạo lý thật tướng, thì nơi tất cả sự vật đều chẳng sinh tâm phân biệt, thông đạt bản thể của tất cả sự vật, tức cũng là thật tướng vô tướng mà vô bất tướng. Đạo lý căn bản này, nếu không phân biệt, thì sẽ thấu đạt các pháp thật tướng. Pháp thế gian tức là pháp xuất thế, phiền não tức bồ đề, phiền não chuyển qua tức là bồ đề,
Sự thế này chẳng có phân biệt, để khỏi tất cả các hoặc thì đắc được trí huệ căn bản. Nếu chẳng có tâm phân biệt, tức là vô lậu. Lậu tức là còn tất cả tập khí màu bệnh. Cảnh giới vô lậu tức là chẳng dùng thức để phân biệt mà đắc được tự tại. Cho nên nói vô lậu được tự tại. Tự tại tức giải thoát, vô cầu vô thúc, chẳng sâu chẳng lo, tiêu dao tự tại. Chúng ta học Phật Pháp tức là học pháp môn thân tự tại, tâm tự tại. Nếu thân tâm tự tại thì sẽ thành tựu. Pháp chư Phật mở bày tất cả pháp phân biệt, đó đều bất khả đắc, do đó tánh thanh tịnh. Chư Phật khai thị tất cả pháp là đối cơ của chúng sinh mà nói tất cả pháp. Do đó, Phật nói tất cả pháp ứng với tất cả tâm. Nếu không tất cả tâm, sao dùng tất cả pháp? Vì muốn đối cơ của chúng sinh, tất cả phải có sự phân biệt, cho nên mới nói tất cả pháp phân biệt. Nói Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, đủ thứ pháp khác nhau. Có pháp Đại Thừa, pháp Tiểu Thừa, pháp Bốn Đế, pháp 12 Nhân Duyên, pháp Lục Độ Vạn Hạnh. Đó là theo bệnh cho thuốc, cho chúng sinh uống một thứ thuốc. Khi bệnh lành thì không cần uống thuốc nữa. Giống như qua sông, phải cần thuyền mới qua đến bờ kia. Nhưng đến bờ kia rồi thì nên bỏ thuyền. Trong kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải xả hà huống là phi pháp. Khi khai ngộ rồi đắc được chân chánh căn bản trí huệ thì tất cả các pháp đều phải buông xả, đừng có chấp pháp. Cho nên mới nói đó đều bất khả đắc. Tại sao nói bất khả đắc? Vì lý thể của pháp là không sinh không diệt, vốn thanh tịnh. Tức là thanh tịnh lại có gì có thể đắc? Trong tâm kinh có nói, vô trí cũng vô đắc. Tức là xem tất cả pháp đều không, thì minh bạch tất cả pháp không tướng. Pháp Phật nói bản tánh đều thanh tịnh, không tướng nhưng thuần tạp, là vì độ tất cả chúng sinh mà nói. Chúng sinh độ hết thì pháp cũng sẽ hết dùng. Pháp tánh vốn thanh tịnh, như không chẳng có tướng, tất cả không thể nói, bậc trí quán như vậy. Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự vắng lặng, pháp chân chánh thì nói chẳng ra, do đó lời lẽ đã dứt, tâm hành đã diệt, miệng muốn nói mà lời đã bật, tâm muốn duyên mà suy nghĩ chẳng còn nữa. Là không thể nói, không thể nói, một khi nói ra đều là pháp phương tiện, bản tánh của pháp là thanh tịnh, giống như hư không chẳng có hình tướng. Tất nhiên chẳng có hình tướng lại có gì để nói, dùng tỷ lượng để nói, dùng hiện lượng để nói mà không nói, không nói mà nói. Vì phương tiện giáo hóa chúng sinh, không thể nói cũng phải nói, giống như hư không, tuy nhiên chẳng có tướng, nhưng ở trong hư không, nhỏ như hạt bụi, lớn như núi sông, đều bao quát ở trong hư không, cũng chẳng ở ngoài hư không. Đây tức là đạo lý chân không diệu hữu hiện chân không. Do đó, chân không, chẳng ngại diệu hữu chẳng hữu, chẳng ngại chân không. Diệu hữu tức là chân không tức là diệu hữu. Cho nên mới nói như không chẳng có tướng. Bổn thể của pháp là thanh tịnh, chẳng có gì để nói. Pháp nói ra đều là pháp phương tiện, song trước khi chúng sinh chưa khai ngộ thì không thể không nói pháp phương tiện cho chúng sinh. Khi chúng sinh khai ngộ rồi thì tất cả pháp đều chẳng cần nữa, quét tất cả pháp liền tất cả tướng. Do đó có câu, mê thì ngàn quyền ít, ngộ rồi một chữ vẫn nhiều. Khi chúng sinh mê hoặc thì xem ngàn quyển kinh, đọc ngàn quyển kinh, lại ngàn quyển kinh vẫn cảm thấy ít. Đến khi ngộ rồi thì dù cho một chữ cũng chẳng có. Xem vô tự chân kinh, đọc vô tự chân kinh, lại vô tự chân kinh. Đó là người có trí huệ, quan sát được như vậy. Xa lìa nơi pháp tường, chẳng ưa tất cả pháp, đó cũng không chỗ tu, thấy được Đại Mâu Ni. Nếu lìa được tất cả pháp tường thì chẳng có suy nghĩ, chẳng có phân biệt. Không tưởng tức là chân như, tức là pháp thể. Chẳng ưa thích tất cả pháp, tức là phá trừ pháp chấp. Giống như chúng ta hiện tại nghiên cứu tất cả pháp, giảng nói tất cả pháp, vì chẳng minh bạch cho nên còn phải giảng nói. Đến khi minh bạch thì vốn chẳng cần giảng nói, giảng kinh gì, nói pháp gì, đó đều dư thừa. Song hiện tại chúng ta còn chưa minh bạch tất cả pháp, mà nghĩ không cần tất cả pháp thì chẳng đúng. Ví như muốn qua biển, đầy bất quá là nói mà thôi. Nếu nói tôi qua biển rồi thì thật chưa qua. Qua biển rồi mới có thể nói tôi đã qua biển rồi. Trước khi chưa chứng quả, trước khi chưa chứng đắc tự tánh chân như lý thể, mà nói tôi không cần tất cả pháp, đây là khi mình khi người. Giống như bịt tai ăn cắp chuông là tự lường gạt mình mà thôi. Trước khi chưa chứng quả,
thì phải học tất cả pháp. Nếu thật lìa khỏi tất cả các tưởng đến được cảnh giới một niệm không sinh toàn thể hiện, thì tất cả pháp đều ở trong tự tánh, cũng chẳng cần tu, cũng chẳng cần học. Cho nên mới nói đó cũng chẳng chỗ tu, do đó qua sông chẳng cần thuyền. Khi chứng được tứ quả A-la-hán thì tu mà chẳng tu, chẳng tu mà tu, đó là bậc vô học. Khi chưa chứng được tứ quả A-la-hán thì vẫn phải học, vẫn phải tu hành. Khi đến được không chỗ tu thì mới thấy được bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chỗ Đức Huệ nói, đây gọi người thấy Phật. Hết thảy tất cả hạnh, thể tánh đều vắng lặng. Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nói, giống như đạo lý mà Bồ Tát Công Đức Huệ nói, phải minh bạch tất cả Phật Pháp, tức là người thấy Phật. Hết thảy tất cả hạnh, thể tánh vốn có đều là vắng lặng. Phải ngộ đến cảnh giới này thì sẽ minh bạch tự tánh của Pháp. Bấy giờ Bồ Tát Thiện Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị Bồ Tát Thiện Huệ ở phương Đông Nam nương đại oai thần được gia trì của Đức Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của chúng sinh trong mười phương, rồi dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật: ít có đại dũng kiện vô lượng các Như Lai, địa cấu tâm giải thoát, tự độ hay độ họ. Chúng ta tu hành phải dũng mãnh tinh tấn, xin tu Phật đạo dũng mãnh tinh tấn, tức là dùng thân giả huyễn này để tu Phật Pháp chân chánh. Thân thể phần đoạn sinh tử của chúng ta đây, mỗi người đều có một phần, mỗi người đều có một đoạn. Vì có một phần có một đoạn cho nên có chấp trước. Chấp trước đây là ta, chấp trước đó là sở hữu của ta. Vì túi da hôi thối này mà suốt ngày điên điên đảo đảo, tự lợi ích kỷ, tham danh tham lợi. Vì vậy mà thân thể giả này che lấp huệ mạng thật, nên không thể dũng mãnh tinh tấn. Tham sự ngủ nghỉ, ăn uống, nam nữ, danh lợi, vân vân, đủ thứ chấp trước đều sinh ra. Khi chấp trước sinh ra thì giải đãi mà chẳng tinh tấn, cuối cùng chẳng có thành tựu. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa có nói như vậy: Bồ Tát Dược Vương vì cầu Phật đạo mà dùng thân mình quấn vải lụa, đổ dầu thơm lên, đốt làm đèn để cúng dường Phật. Vì cầu Pháp mà đem thân thể bố thí cho Phật, đó mới là thật tinh tấn, thật cúng dường. Kiền thành như thế mới sớm thành Phật đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ vì cứu chúng sinh mà xả bỏ vô lượng thân mạng, cho nên nói trong 3.000 đại thiên thế giới chẳng có một chỗ nào nhỏ như hạt bụi mà chẳng phải là chỗ của mười phương chư Phật xả thân. Do đó mới nói ít có đại dũng kiện. Trong kinh dịch có nói: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Kiện nghĩa là cang cường kiện khang, luôn luôn hay tự cường bất tức, tức là dũng kiện. Vô lượng các Như Lai đều ít có đại dũng kiện, chư Phật quá khứ đều tự cường bất tức, sinh tu tinh tấn chẳng tiếc thân mạng để cầu Phật đạo. Lìa khỏi tất cả bụi dơ, tức cũng là lìa khỏi hai chướng. Hai chướng là gì? Tức là có hai thứ chấp trước, chướng ngại nên không thể thành đạo. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Phiền não chướng tức là chấp cái ta, sở tri chướng tức là chấp pháp. Chẳng có chấp ta thì phá được phiền não chướng, chẳng có chấp pháp thì phá được sở tri chướng. Nói thì dễ mà hành thì khó. Hay lìa khỏi phiền não chướng và sở tri chướng được thì tâm sẽ giải thoát, phá tan được hai chướng, thì tức là tự độ, cũng phải độ kẻ khác. Phàm là người hành đạo Bồ Tát thì phải độ mình độ người, giác mình giác người, lợi mình lợi người. Phàm là người thọ giới Bồ Tát thì phải mau tu hành, hướng về ba mục tiêu lớn đó mà hành, sớm trở thành Bồ Tát. Tôi thấy thế gian đăng như thật chẳng điên đảo, như trong vô lượng kiếp chỗ thấy bậc tích trí. Phật là thế gian đăng, Phật vì ba cõi mà làm đèn sáng, chiếu phá đen tối của ba cõi, khiến cho ba cõi chúng sinh đều được ánh sáng. Tôi Bồ Tát Thiện Huệ thấy Phật chân như thật tướng, chẳng điên đảo, cảnh giới của Phật như như chẳng động, thời thời tự tại, trong vô lượng kiếp thường tịch nhiên chẳng động. Đó là người rộng tu trí huệ phương tiện nên minh bạch được đạo lý này. Tất cả phàm phu làm thảy đều mau quy tận, tánh đó như hư không nên nói không có tận. Phàm là người không chứng quả đều gọi là phàm phu. Hành vi của phàm phu tục tử đều là vô thường sinh diệt, chẳng có phàm phu nào có thể thường trụ không diệt. Bản tánh của phàm phu đều có thật tánh, hư không tức là Phật tánh. Do đó tự tánh như hư không, chân vọng ở trong đó, ngộ triệt thể bản lai, một thông thảy đều thông. Phàm phu cũng tốt, thánh nhân cũng tốt, đều đầy đủ Phật tánh.
Phật tánh thì chẳng sinh chẳng diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Tự tánh tức là Phật tánh, Phật tánh tức là tự tánh. Do đó chúng ta tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Phật tánh như thế nào? Là giống như hư không. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Cho nên trong Phật tánh có chân có vọng. Phải minh bạch bản lai tự tánh và hư không đều giống nhau. Minh bạch như thế thì dần dần đều sẽ minh bạch hết. Do đó, được một vạn sự đều xong. Nếu đắc được một thì việc gì cũng đều chẳng có. Việc lớn đã xong. Cho nên nói một thông thảy đều thông. Minh bạch được một thì tất cả đều minh bạch. Vì Phật tánh như hư không thì vô cùng tận. Cho nên nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Do đó ai ai cũng đều có tư cách làm Phật, nhưng phải tu hành, phải dụng công tu hành thì mới có thể thành Phật. Người tu hành chẳng dễ gì gặp được Phật, Bồ Tát, Bậc A-La-Hán, tất cả thiện tri thức. Có lúc cũng có thể gặp được nhưng chẳng nhận ra, khi qua rồi nhận thức thì đã muộn, đây tức là trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Lúc tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc, tỉnh Cát Lâm, thì nghe được một vị lão tu hành ở trên núi kể chuyện rằng, trước kia có người đi dạo núi, ông ta đi vào trong núi, gặp hai vị lão tóc bạc phơ, rất hiền lành, khiến cho người tự nhiên cung kính. Hai vị đó ở trong động tụ tinh hội thần để đánh cờ. Người đó ở ngoài động nhìn xem nhiều tiếng đồng hồ, tâm nghĩ muốn vào động xem thử cứu kính ai thắng ai thua. Lúc muốn cất chân bước thì chỉ nghe lão già trong động nói, người là phàm phu không thể đi vào trong động. Nói xong dùng tay chỉ một cái thì cửa động đá tự động đóng lại. Người đó mới biết hai vị lão già đó nhất định là thần tiên. Người đó rất thành tâm quỳ ở ngoài động cho đến chết ở ngoài động. Về sau có người phát hiện thi thể mới đem đi mai táng ở bên động. Câu chuyện này nói rõ cầu đạo thì chẳng dễ dàng. Người đó quỳ chết ở đó, cửa động thủy chung cũng không mở. Bậc trí nói vô tận, đây cũng không chỗ nói, vì tự tánh vô tận. Được có nên tư tận. Hư không chẳng có tận, cũng chẳng có cái bất tận. Chẳng có cái chết, cũng chẳng có cái không hết. Nên mới nói bậc trí nói vô tận. Người có trí huệ mới nói hư không là vô tận. Vô tận tức là nói diệu hữu. Trong hư không có diệu hữu, trong chân không có diệu hữu. Trên cảnh giới có tận, chẳng có tận, nói chẳng ra gì. Nói nó là có, lại chẳng phải có. Nói nó là không lại chẳng phải không. Nói nó có là nhìn không thấy vì nó là diệu hữu. Nói nó là không lại chẳng không vì có diệu hữu. Diệu hữu lại nhìn chẳng thấy lại là chân không. Cảnh giới vô tận vô bất tận cũng không chỗ nói. Lúc đó thì chẳng lập văn tự nói không ra. Vì tự tánh tại hư không tức là diệu hữu. Tại sao trong chân không có diệu hữu? Là vì có Phật tánh. Phật tánh là vô tận. Vì nguyên nhân đó nên nói là vô tận không thể nghĩ bàn. Nói nó là thường cũng chẳng phải thường. Nói nó là đoạn cũng chẳng phải đoạn. Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng rơi vào biên kiến hai bên, tức cũng là trung đạo liễu nghĩa. Trong chỗ nói vô tận, không chúng sinh khả đắc, biết tánh chúng sinh vậy, tức thấy đại danh xưng. Vô tận tức là chỗ nói về hư không. Vô tận vô bất tận, không thể nói cái hữu tận, cái vô tận. Nếu nói hữu tận thì hư không sao lại hữu tận? Nếu nói vô tận thì hư không sao lại có vô tận? Cho nên trùng đạo lý thể thì không đoạn không thường. Chiếu theo đạo lý này mà nói thì chẳng có một chúng sinh khả đắc. Sao lại nói không chúng sinh khả đắc? Vì là hư không. Phải biết tánh của chúng sinh vốn cũng là không. Chẳng có một chúng sinh khả đắc. Minh bạch được đạo lý này thì đến được lý thể bổn lai Phật tánh. Đây là nói thường thấy được Phật mà thời khác chẳng lìa Phật. Không thấy nói là thấy, không sinh nói chúng sinh. Nếu thấy, nếu chúng sinh, biết rõ không thể tánh. Trên cảnh giới trần như thật tướng, không thể nói, không thể nói. Không thấy cũng không chẳng thấy. Chiếu theo trí kiến của một số phàm phu, nói là có cái thấy, kỳ thật, cũng chẳng có chúng sinh khả đắc, đều là như hư không. Lý luận này, hoặc nói thấy, hoặc nói chúng sinh, nếu chân tránh thấu rõ tất cả hết thảy đều như là hư không, vậy thì không thể nói vậy. Năng thấy và sở thấy, người thấy đều trừ bỏ, chẳng hoại nơi thật pháp, người đó biết rõ Phật. Tánh năng thấy và vật sở thấy, kiến giải đó đều chẳng có. Nếu chẳng có năng thấy và sở thấy, tức là bản thể của pháp như như bất động,
do đó đều trừ khử xả lìa năng thấy và sở thấy, bèn hiện ra lý thể như như, năng thấy và sở thấy đều không, pháp hữu vi và pháp vô vi cũng đều không, hữu lậu và vô lậu cũng đều không, tất cả chấp trước cũng chẳng còn. Đó mới là lý thể của chân chánh pháp giới. Tại sao chúng ta không thể đạt được bản thể của pháp, chứng được đạo lý thật tướng vô tướng? Là vì có sự chấp trước và năng thấy và sở thấy, do đó không thể khế hợp với chân thật lý thể, cũng không thể thấy được Phật. Nếu khế hợp được với chân thật pháp tánh, thì người đó thấu rõ được cảnh giới của Phật, biết được đạo lý của Phật Pháp. Nếu người biết rõ Phật và Pháp của Phật nói, tức chiếu được thế gian như Phật Lô Xá Na. Nếu như có người minh bạch được cảnh giới của Phật và pháp môn phương tiện của Phật nói, tức cũng là 84.000 pháp môn, người đó có trí huệ quang minh mới chiếu phá trừ tất cả đen tối của thế gian, giống như quang minh chiếu soi khắp của viên mãn báo thân ngàn trượng Lô Xá Na Phật Thích Ca Mâu Ni. Chánh giác khéo khai thị một pháp tạo thanh tịnh, tinh tấn huệ đại sĩ diễn nói vô lượng pháp. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật khéo dùng pháp phương tiện khéo léo để diễn nói 84.000 pháp môn, để đối trị 84.000 tập khí mau bệnh của chúng sinh. Phật đến lúc cuối cùng mới diễn nói một thừa Phật đạo, bốn lai một pháp cũng chẳng lập, tức là thanh tịnh bản nguyên, tánh diệu chân như. Bồ Tát tinh tấn huệ, Ngài đã diễn nói vô lượng pháp môn phương tiện, hoặc có hoặc không có, tường đó đều trừ diệt, như vậy thấy được Phật an trụ nơi thật tế, hoặc là hữu tận, hoặc là vô tận, hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu, hoặc là pháp hữu vi, hoặc là pháp vô vi, tất cả tưởng niệm đều diệt trừ, trở về nguồn cội, xuất hiện thanh tịnh nguồn cội, tánh diệu chân như. Nếu có thể một niệm vọng tưởng cũng không sinh, thì lúc đó một niệm không sinh toàn thể hiện, tức sẽ thấy được Phật luôn luôn an trụ ở cõi tịnh độ thường tịch quang, cảnh giới chân thật. Lúc đó chứng được thật tướng lý thể, minh bạch, chẳng có chút pháp sinh, chẳng có chút pháp diệt, tức là pháp chẳng sinh diệt. Bấy giờ Bồ Tát trí huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị Bồ Tát trí huệ ở phương Tây Nam nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để biểu đạt pháp muốn nói. Trí huệ tức là bát nhã. Bát nhã có ba thứ: một, văn tự bát nhã; hai, quán chiếu bát nhã; ba, thật tướng bát nhã. Do văn tự để khởi quán chiếu bát nhã, do quán chiếu bát nhã mà khế ngộ thật tướng bát nhã. Bài kệ mà vị đại Bồ Tát này nói tức là đạo lý này: tôi nghe giáo tối thắng, bèn sinh trí huệ quang, chiếu khắp mười phương giới, đều thấy tất cả Phật. Bồ Tát trí huệ nói: tôi nghe đến Phật giáo tối thắng, giáo dùng văn tự làm giáo thể, bèn sinh ra trí huệ quang minh, khởi quán chiếu bát nhã thì khế hợp với thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã này chiếu trời, chiếu đất, chiếu khắp mười phương thế giới tất cả vạn vật và mười phương ba đời tất cả chư Phật hợp mà làm một, cho nên thấy được pháp thân của tất cả Phật. Trong đó không chút vật, chỉ có danh tự giả, nếu tánh có ta người, tức là vào đường hiểm. Trong thế giới đó vốn là không, vì chúng sinh chấp trước mới có pháp hữu vi này. Lục Tổ Huệ Năng nói: Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Tức cũng là nói về đạo lý này, gì cũng chẳng có, chỉ có giả danh mà thôi. Nếu như nhất định phải nói có người ta chúng sinh thọ mạng bốn tướng, thì ngày càng mê hoặc, luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Đây là con đường rất nguy hiểm, nơi chẳng có chân thật, mà chấp làm chân thật, cho là chân thật, đó tức là tướng điên đảo của chúng sinh. Vì điên đảo cho nên vào đường hiểm, chẳng dễ gì thoát khỏi ba cõi, không thể chấm dứt sinh tử. Phàm phu thủ chấp trước, chấp thân là thật có, Như Lai chẳng chấp thủ, họ chọn không thấy được. Phàm là người chẳng chứng quả, đều là phàm phu. Tại sao chẳng chứng quả? Vì có sự chấp trước, có sự tham cầu. Tại sao có sự chấp trước? Vì có thân thể. Thân thể này là do đất nước gió lửa bốn đại giả hợp mà thành. Khi bốn đại này phân tán, thì thân thể này chẳng còn nữa. Song phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này, vì thân thể này mà sinh ra đủ thứ sự chấp trước, cho rằng thân thể này là ta. Kỳ thật thân thể này chẳng phải ta. Nếu là ta thì tại sao lại chết? Ai ai cũng chẳng muốn chết. Nhưng thân thể cuối cùng cũng có ngày phải chết, mình làm chủ chẳng đặng. Khi về già thì bốn đại phải về hưu, trở về chỗ của nó.
mắt cũng hoa, muốn nó đường hoa cũng chẳng làm được. Tài cũng điếc, răng cũng rụng, da nhăn nhó giống như da gà, tóc thì bạc giống như lông hạc. Tìm khắp thân thể này cứu kính gì là của ta, tìm chẳng được. Thân thể là do bốn đại giả hợp mà thành, chỉ có thể nói thân thể này của ta, chứ không thể nói thân thể là ta. Tại sao? Vì trong thân thể có chân như tự tánh, đó mới là chủ nhân ông. Ví như ở trong phòng, không thể nói phòng là ta, chỉ có thể nói cái phòng này là chỗ của ta ở, thân thể này là nơi ta ở. Chân như tự tánh mới là ta, chân như tự tánh này ở trong thân thể, khi chết thì nó dọn nhà đi, dọn đến ở trong thân thể mới. Do nhân duyên này cho nên đừng chấp trước thân thể này là thật có, kỳ thật đều là hư vọng. Phật thì chẳng có chấp trước, nhưng phàm phu có sự chấp trước, cho nên không thể thấy được Phật. Nên chẳng chấp trước thì mới thấy được Phật. Phàm phu thủ trước, thủy chung chẳng thấy được mặt mũi thật của Như Lai. Người đó không huệ nhãn, không thể thấy được Phật. Ở trong vô lượng kiếp, lưu truyền biển sinh tử, phàm phu chấp giữ chẳng có mắt trí huệ, không thể thấy được chân thân của Phật. Người đó ở trong vô lượng kiếp, ở trong biển sinh tử lưu truyền không ngừng, ở trong sáu nẻo luân hồi, lúc trên trời, lúc ở nhân gian, lúc làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, vĩnh viễn chẳng thoát khỏi khổ trong sinh tử luân hồi. Tại sao? Vì có sự chấp trước, thủ lấy tướng cho nên mê trong sinh tử. Chúng ta người tu đạo phải chú ý. Chú ý cái gì? Chú ý về số không. Có thể trở về nguồn cội, trở về số không thì sẽ thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Số không là gì? Gì cũng chẳng có, không đầu không cuối, không trong không ngoài, không lớn không nhỏ. Nếu phá số không này ra thì biến thành số một. Đây là bắt đầu số một. Có số một rồi lại thêm số không, muốn thêm nhiều hoặc thêm ít đều được. Số một này sẽ diễn biến vô cùng tận. Số không này chẳng phải chẳng trái, không bạn không ta, không tướng người không tướng ta, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng, gì cũng chẳng có. Tuy chẳng có nhưng tất cả đều bao hàm ở trong số không. Nếu phóng mở nó thì thành số một. Số một này rất quan trọng. Tại sao trời thanh? Vì có được số một. Tại sao đất lại yên? Vì có được số một. Tại sao làm được bậc thánh? Vì đắc được số một này. Số một này là gì? Tức là trở về nguồn cội. Số không là gì? Tức là bản thể pháp giới, nguồn gốc của Phật tánh. Trong kinh Đạo Đức có nói: trời được một thì thanh, đất được một thì yên, người được một thì thánh. Số một này là mẹ của vạn vật, do đó được một vạn sự đều xong. Khi chưa đắc được một thì tìm đông tìm tây, điên điên đảo đảo. Đợi khi tìm được một thì việc gì cũng đều xong. Nói tóm lại, sau khi đắc được một thì mọi chấp trước gì cũng đều chẳng còn, buông xả hết tất cả. Đó tức là trở về cội nguồn, chấm dứt sinh tử, chẳng còn lưu truyền trong biển sinh tử nữa. Có tranh nói sinh tử, không tranh tức niết bàn. Sinh tử và niết bàn, cả hai bất khả đắc. Có phiền não thì có tranh, không phiền não thì không tranh. Do đó, tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo. Bèn sinh ra bốn tướng, làm sao được tam muội. Tranh là tâm hơn thua, tranh cường luận thắng, đều nghĩ ta giỏi hơn người. Có tâm háo thắng tức là tham, có tham thì có phiền não, có phiền não thì có hơn thua. Do đó chúng ta người tu đạo đừng tranh cường luận thắng với người, việc tốt nhường cho người, việc xấu mình nhận, đừng có tâm hơn thua. Có người nói vậy tu đạo không cần tu, tu thì có tâm tham. Tu đạo là hướng về Phật đạo mà đi, đi đến chỗ đáng trụ. Chúng ta muốn thành Phật, đây chẳng phải là tham, tức là muốn trở về nhà. Vì chúng ta bỏ nhà đi quá xa, cho nên phải trở về nhà. Vì có tranh nên sinh ra tâm bốn tướng. Có tâm bốn tướng thì có đấu tranh, có đấu tranh thì có sinh tử. Nếu đắc được tam muội không tranh thì chẳng còn phiền não, chẳng còn đấu tranh, tức là niết bàn thanh tịnh, tức cũng là lý như như. Sao lại có sinh tử? Là vì có niết bàn. Sao lại có niết bàn? Cũng vì có sinh tử. Chẳng có sinh tử thì không thể nói có niết bàn, không có niết bàn thì không thể nói có sinh tử. Đến được lý thể trần như tự tánh thì sinh tử và niết bàn đều chẳng có. Vì có sinh tử mới có niết bàn, có niết bàn mới có sinh tử. Ngộ triệt đạo lý này thì đạt được đại quang minh tạng của tự tánh vốn có. Nếu truy giành tự giả thủ trước hai pháp này, người đó chẳng như thật, chẳng biết thánh diệu đạo. Nếu như theo đuổi danh tự giả này, cứ dụng công phu trên sự giả dối
mà chẳng dụng công phu trên sự thật, thì cuối cùng cũng chẳng đắc được thánh diệu đạo, giả chẳng được sinh tử và niết bàn, chấp trước về danh tượng giả. Nếu chẳng dụng công phu trên sự thật, thì làm sao đắc được sự thật? Cứ dụng công phu trên sự giả, thì cuối cùng đều là giả. Người đó chẳng minh bạch đạo lý trần như thật tướng, cũng chẳng biết đạo lý trần không diệu hữu, càng chẳng hiểu về đạo lý số không. Số không này là thánh diệu đạo, số không này diệu không thể tả. Các vị phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen, số không này tức là chân không diệu hữu, tức là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí, đều bao hàm ở trong số không này. Nếu cứ dụng công phu trên sự giả dối, thì đạo lý thật vẫn chẳng khi nào minh bạch được. Diệu đạo mà Phật Bồ Tát Thánh Nhân đắc được thì phàm phu không thể hiểu đặng. Nghiên cứu kinh điển là tại chỗ này, phải đặc biệt chú ý. Thánh diệu đạo này tức là trở về nguồn cội, trở về cảnh giới vốn có, chẳng có chỗ đắc. Trong tầm kinh có nói, không trí cũng không đắc, tức là đạo lý này. Có phải phàm phu làm mất đi thánh diệu đạo chăng? Chẳng mất. Một số phàm phu đều đầy đủ thánh diệu đạo, bất quá chẳng biết sử dụng như thế nào, tu hành như thế nào. Giống như máy vi tính, người đã học qua máy vi tính thì mới biết sử dụng. Người chẳng học qua máy vi tính thì đương nhiên chẳng biết sử dụng, dù có máy vi tính cũng trở thành vật chết. Thánh diệu đạo tức là máy vi tính, dụng được mới có công năng. Người tu đạo phải minh bạch trí huệ vốn có, đại viên cảnh trí, đây tức là máy vi tính toàn năng. Nếu tu được thành công thì đại viên cảnh trí sẽ hiện tiền, sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chẳng những sinh tử và niết bàn là danh tự giả, mà trên thế gian tất cả cũng đều danh tự giả. Ví như trẻ con mới sinh ra chẳng có tên thì gọi là trẻ con, đợi khi cha mẹ đặt tên thì đứa bé đó có tên, có người khen ngợi y thì y vui mừng, có người phê bình y thì y buông xả chẳng đặng, thậm chí sẽ sinh nóng giận. Có tên rồi thì ôm chặt chẳng buông tay, trước khi tôi đi xuất gia là họ Bạch, về sau thủ hiếu 3 năm ở tại mộ phần mẹ, một số người gọi là Bạch Hiếu Tử, pháp danh xuất gia gọi là An Tử, về sau gọi là Độ Luân, bây giờ gọi là Tuyên Hóa, đây đều gọi là giả. Các bạn đừng chấp trước vào danh tự giả, có người mắng bạn, có người đánh bạn, thậm chí có người giết bạn cũng chẳng động tâm, phải có định lực, đừng bị cảnh giới làm lay chuyển, đây mới là chân phù, chân công phù tu đạo. Nếu sinh tưởng như vậy, đầy Phật, đầy tối thắng, điên đảo chẳng thật nghĩa, không thấy được chánh giác. Nếu như nghĩ như vậy, vị Phật đó là thủ thắng nhất, đây tức là điên đảo chấp trước, chưa thấu hiểu mười phương ba đời tất cả chư Phật là cùng một pháp thân, là bình đẳng, chẳng có vị Phật nào là tối thắng, cũng chẳng có vị Phật nào là tối liệt, đều như nhau, chẳng có khác biệt. Nếu phân ra thắng liệt thì đều là điên đảo, chẳng phải đạo lý thật tướng. Phật Phật giống nhau, bất quá lời nguyện phát ra khác nhau, và có duyên với chúng sinh cũng khác nhau. Ví như Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện để tiếp dẫn chúng sinh. Các đức Phật khác không phát 48 nguyện để tiếp dẫn chúng sinh, nhưng không thể nói Phật A-di-đà là tối thắng, còn các vị Phật khác là tối liệt. Phật là bình đẳng, Pháp là bình đẳng, mười phương hiền thánh tăng cũng là bình đẳng, không thể dụng công phu trên sự hư vọng, bằng không thì thủy chung không thể đắc được trí huệ, chánh trì, chánh kiến. Chúng ta đừng dụng công phu trên sự giả, phải dụng công phu trên sự chân như thật tướng. Đừng dụng công trên vật chết, phải dụng công phu trên sự sống. Nếu dụng công phu trên sự sống thì chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, sẽ thấy được Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Biết được thật thể này tướng tịch diệt chân như thì thấy đấng chánh giác vượt khỏi đường ngôn ngữ. Biết được lý thể chân thật tức cũng là đạo lý thật tướng, vô sở bất tướng và là chân không diệu hữu. Lý thể chân thật này tuy nhiên tịch nhiên không động, song cảm mà toại thông. Nếu ngộ được đạo lý trần như thật tướng, do đó, bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm, bổn lai chẳng có phiền não, lại đến nơi nào cầu bồ đề. Nếu minh bạch được cảnh giới này, thì thấy được mười phương Phật, song chỗ diệu này, chẳng phải lời lẽ nói ra được, phải lìa tướng vạn tự, lìa tướng danh tự, lìa tâm duyên tướng, tóm lại lìa tất cả tướng và tất cả pháp. Thấu rõ đạo lý này thì thường thấy được mười phương chư Phật. Ngôn ngữ nói các pháp không hiển được thật tướng, bình đẳng mới thấy được, như pháp Phật cũng thế. Trên thế gian tất cả vạn sự vạn vật đều đang nói diệu pháp, mỗi loài chúng sinh nói pháp của loài đó,
Trời thì nói pháp trời, người thì nói pháp người, súc sinh thì nói pháp súc sinh, ngạ quỷ thì nói pháp ngạ quỷ, A-tu-la thì nói pháp A-tu-la, địa ngục thì nói pháp địa ngục, mười pháp giới đều đang nói pháp, mỗi pháp giới dùng ngôn ngữ mà họ hiểu để diễn nói các pháp. Thanh văn thì nói pháp thanh văn, duyên giác thì nói pháp duyên giác, Bồ Tát thì nói pháp Bồ Tát, Phật thì nói pháp Phật. Pháp gồm có 84.000 thứ là đối trị tập khí mau bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có mau bệnh này thì Phật dùng phước pháp này để đối trị. Khi chúng sinh chẳng còn tập khí mau bệnh nữa thì tất cả pháp cũng phải buông xả. Pháp khế hợp còn phải buông xả, pháp không khế hợp càng phải buông xả. Trong kinh Kim Cang có nói pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Ngôn ngữ chỉ là nói pháp huyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh, lý thể thật tướng trần như tự tánh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Dùng ngôn ngữ văn tự thì không thể hiển được đạo lý thật tướng. Vậy phải làm thế nào? Phải học chư Phật bình đẳng, chứng được tánh trí huệ bình đẳng vốn có thì mới minh bạch đạo lý thật tướng. Nếu hay bình đẳng thì mới có thể trở về cội nguồn, nếu không bình đẳng thì không thể minh bạch đạo lý trần như thật tướng. Chánh giác đời quá khứ, vị lai và hiện tại, vĩnh đoạn gốc phân biệt, cho nên gọi là Phật. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, nhị thừa là chánh giác,